Khu vực này là công trường thi công hạng mục hộp nối và kéo cáp của gói thầu di rời hệ thống điện ở nhà ga Tao Đàn thuộc dự án di rời hạ tầng kỹ thuật của tuyến metro số 2 Bến Thành Tham Lương. Đây được xem là những viên gạch đầu tiên để xây dựng hệ thống tàu điện ngầm. Đối với cái hạng mục này á, nó có những cái đặc thù sau. Thứ nhất á, là cái phần cáp ngầm á, nó được đặt ở dưới cái độ sâu là 2m4 so với cái mặt cốt hiện hữu ở trên đường. Chính vì vậy cho nên trong cái quá trình mà đào đất để đào mương để đặt cái cáp ngầm xuống á, thì nó có rất nhiều cái rủi ro. Chính vì vậy đó là những cái mà nhà thầu cần phải tập trung nhất, đó là chúng tôi tập trung vào cái công tác chống sạt vào tầm vách, giống như là đóng cửa lá sen để đảm bảo được cho các cái hộ dân lân cận, những cái công trình xung quanh cũng như là những cái xe mà nó sẽ di chuyển sát bên cái hạng mục của mình. Đó là cái yếu tố quan trọng. Theo đại diện nhà thầu, gói thầu này có hạng mục di rời trung thế, cao thế và hạ thế. Tuy nhiên ở hạng mục trung thế và hạ thế phải chờ các nhà thầu thi công hệ thống thoát nước trước. Riêng hạng mục cao thế do độc lập không liên quan đến các nhà thầu khác nên nhà thầu tranh thủ triển khai trước. Bên cạnh đó, để đảm bảo chất lượng, nhà thầu cũng đặt hệ thống cáp từ nước ngoài về. Trước đó, ngày 17 tháng 2 năm 2024, Ban Quản lý Đường sắt đô thị thành phố Hồ Chí Minh, gọi tắt là MAUR, tổ chức lễ triển khai thi công đầu năm Giáp Thìn 2024, dự án xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2 Bến Thành Tham Lương tại nhà ga trung tâm Bến Thành. Theo Ban Quản lý Đường sắt đô thị thành phố Hồ Chí Minh, sau khi hoàn tất việc lựa chọn các nhà thầu, công tác di rời hạ tầng kỹ thuật của dự án xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2 thành phố Hồ Chí Minh, tức tuyến Bến Thành Tham Lương đã đủ điều kiện để triển khai thi công đồng loạt. Tuyến số 2 đi qua cái trục xuyên tâm của thành phố với cái mật độ giao thông lớn. Đấy thì cái việc thi công thì nó sẽ gặp những cái khó khăn về việc tổ chức phân luồng giao thông, đảm bảo an toàn giao thông cũng như là đảm bảo cái an toàn của nhà dân. Đó là một cái thách thức, nhưng mà chúng tôi tin tưởng rằng với cái năng lực chuyên nghiệp của các nhà thầu cũng như là các cái kinh nghiệm mà đúc kết được từ các cái dự án tương tự như tuyến metro số 1, chúng tôi tự tin sẽ có thể điều hành tốt cái công tác thi công trong năm 2024. Theo đại diện Ban Quản lý Đường sắt đô thị thành phố Hồ Chí Minh, việc thi công sẽ tập trung từ 10 giờ đêm đến 5 giờ sáng, ban ngày sẽ tái lập mặt bằng để đảm bảo giao thông. Việc thi công di rời hạ tầng kỹ thuật dự kiến hoàn thành cho năm 2024. Dự án xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2 thành phố Hồ Chí Minh, tức tuyến Bến Thành Tham Lương, có tổng mức đầu tư là hơn 47.800 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn vay ODA từ Ngân hàng Phát triển Châu Á, Ngân hàng Tái thiết Đức, Ngân hàng Đầu tư Châu Âu và vốn đối ứng từ ngân sách. Dự án có chiều dài hơn 11 km, trong đó đoạn đi ngầm dài hơn 9 km, đoạn đi trên cao dài gần 2 km với 10 nhà ga, gồm 9 nhà ga ngầm và 1 nhà ga trên cao. Dự án đi qua địa bàn của 6 quận, tổng kinh phí bồi thường hỗ trợ là 3.700 tỷ đồng. Đến nay, tỷ lệ bàn giao mặt bằng đạt hơn 86%. Theo kế hoạch, tuyến metro số 2 sẽ hoàn thành vào năm 2026. Tuy nhiên, do công tác giải phóng mặt bằng gặp nhiều khó khăn, nên dự án được lùi thời gian hoàn thành đến năm 2030.